Chị cho em hỏi tí xíu là cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng á, cảm nhận của chị đối với mẹ chồng như thế nào? À, lúc đầu thì hơi run mà thấy nói chuyện với mẹ hồi thấy hết rồi. Dạ, mẹ cũng hiền lắm. Nói thật sự cô, đúng là 21 tuổi trẻ quá. Dạ. Rồi làm dâu đúng là gặp rất nhiều khó khăn. Nói đúng ra đó, nói thật sự mà nói đó, cô con dâu này cũng sướng. Ở gia đình không có làm gì đụng tới bếp núc hết. Coi như là chỉ ăn rồi đi làm rồi về nhà. Có người dọn sẵn làm sẵn đó. Thành ra chị không biết. Tới lúc mà về nhà mình ha, là thôi nói đúng ra là chị cũng làm biến vô cùng. Khi nào ví dụ sai đâu đánh đó. Giống như Thiên Lôi vậy, mình kêu là quét nhà, còn kêu làm cái này. Được có một cái là, thí dụ như làm cái gì sai ý mình tức là nhiều khi đi làm về mệt mà. Cái thấy nhà cửa dơ quá, cái bực, mới la. Mới nói trời ơi, nhà cửa như thế này làm sao được, trời ơi con, nào giờ con thấy nhà mẹ có bao giờ như kiểu này không. Cũng xách chổi đi quét rồi cũng lau nhà, nhưng mà cười. Được cái là cười, trời ơi hồi lúc mà mới về chưa có thấy tôi khổ tâm lắm. Mình thì mua bán, mình dĩ đoan. Mà khi sáng ra cái gặp chị cái mặt chị ụt. Nó nói ủa, thấy mà ụt gì là thấy rồi rồi. Sao mà ụt, ụt, ụt thì sáng ra không phải thấy nó buồn, nó không có nói chuyện. Nhưng mà sao mình suy nghĩ, mình nói chắc có lẽ là trời cũng sắp xếp rồi. Coi như là mẹ chồng vui quá, gặp ai cũng mở miệng cười. Thành thử ra giờ phải gặp con dâu như vậy đang nó bù trừ. Thành ra mình nghĩ như vậy. Cho nên mình thông cảm, cái mình bắt đầu dạy nó. Thôi bây giờ mỗi sáng, một là con dậy sớm, thì con gặp mẹ đó, thì con làm ơn con cười cái gì. Con nhẽo đầu con cười cái gì, như ăn cái gì cũng được. Nấu ăn mà đừng có mình nói sao nha. Mình đừng có tới thì không sao. Mà hễ mà mình tới á, là chỉ thấy mình bắt đầu chỉ rung. Thì không cái cây sẻn rớt thì cũng cái đôi đũa rớt. Đó, thì mới la nó, con à, bình tĩnh đi, mẹ cũng như mẹ của con. Chứ con đừng nghĩ là mẹ chồng, không phải mẹ chồng. Từ từ làm, không ai hối. Thì chị bây giờ là bắt đầu biết nấu ăn rồi. Thành ra cũng đỡ. Không biết mẹ mình nói vậy chị có đính dính điều gì không? Dạ không, nói đúng rồi. À đúng hết luôn hả? Có những điều gì mà chưa hợp không? Con cứ nói à. Cứ nói, mẹ cho phép kìa. À. Mẹ cho phép. Lên đây là coi như mẹ con mình cứ thoải mái. Ai xấu là cứ nói đi. Mà không có chuyện gì sao sáng mặt ụt vậy? Nhiều lúc mà mẹ la, mẹ cũng nói nhiều, mẹ la nhiều lắm chứ không phải mẹ la chút xíu. Mẹ la mẹ hay nói à. Cứ như la chuyện gì á là cứ nói hoài nói dài. Nói mẹ nói dài. Có nói dài không? Dạ chắc có. Tại vì ức quá. Mà vừa la mình vừa làm thì mình phải lẩm bẩm. Dạ. Chứ giờ lẩm bẩm là làm sao mà thoát nữa. Nó bây giờ cái vấn đề là nãy giờ mẹ em nói là vậy đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Đúng, nhưng mà em có sửa chưa? Cũng đỡ nên bớt bị la. Nhưng mà em ít nói chuyện vậy rồi cái chuyện mà hòa hợp trong gia đình nó là sao ta? Ít trời nói chuyện ơi, quá chị luôn. Này chị ít nói nhưng mà chị có nhiều cái chị chơi bứt gân lắm anh Nguyên Linh. Sao vậy con? Ông xã mình mất 6 tháng 7 tháng gì ạ. Thì chị thấy mẹ buồn, kêu chị mới nói thôi bây giờ mẹ buồn. Con dẫn mẹ đi chỗ này vui lắm cho mẹ đỡ buồn, mẹ đi với con. Thì mình cũng nói mẹ diện lên nha, mẹ bận đồ đẹp đồ này kia nọ thì mình cũng nghe thôi đi chơi thì mình cứ đi. Nó vô quán cà phê ba nhạc đi chơi. Nó đưa vô đi chơi thì không biết vô đi chơi thì sao không biết mà nó dỗ một hồi là nói thiệt với anh Quyền Linh. Về không phải. Tới lúc đó rồi về mà khi mà bước ra mà kêu nó lấy xe chở mình đi về là nó nói không nghe được một cái gì á. Còn nghe một cái gì á. Hỏi con ơi con nói gì mẹ không nghe nữa. Mà về cả tuần lễ luôn. Tôi nói thôi cái này là mẹ không phải dẫn mẹ đi chơi mà mẹ dẫn mẹ đi tra tấn. Ủa sao mẹ quyết định dẫn mẹ đi ba vậy? Tại hai mẹ con già buồn quá. Đó, đó. Mẹ dẫn con đi đâu? Một lần đi hội thảo, kêu đi không dám cãi. Nhưng mà lên đó rồi buồn ngủ vô cùng mà cũng không dám nói. Mà đói bụng cũng không dám la. Mà tới hồi mình ngồi bên này mình ngó bên kia. Ủa sao nó làm gì cái mặt nó làm như nó muốn ngủ vậy? Hụt nữa. Đó rồi. Khi tới khi mà xong công chuyện mình ra mình hỏi chứ ủa con sao hồi nãy ngồi làm gì sao mẹ thấy làm như con buồn ngủ. Trời con buồn ngủ gần chết luôn mà con đâu có dám nói sao mẹ la. Đó thành ra con ngồi con chịu đựng mà phần nó đói nữa trời ơi. Thôi vậy về ha. Dạ. Mẹ ba ý là con dẫn mẹ vô nhức đầu mà mẹ dẫn con đi buồn ngủ. Dạ.